Radio đồng hành với người trẻ. Các bạn trẻ thân mến, để có được một cuộc sống ấm no và hạnh phúc, con người phải trải qua rất nhiều vất vả lầm than trong công việc lao động. Lao động thường làm chúng ta mệt mỏi, phải đổ nhiều mồ hôi, sôi nước mắt. Nhưng nhờ chính việc lao động lại giúp chúng ta kiến tạo cuộc sống tươi đẹp hơn, và chúng ta cũng được cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Là người trẻ, chắc chúng ta chưa thực sự có một công việc ổn định hoặc đang chọn cho mình một nghề thích hợp. Dẫu sao, người trẻ chúng ta có một vị thánh là mẫu gương lao tác tuyệt vời để noi theo và nên thánh trong bổn phận của chính mình. Thánh Giuse được chọn làm bổn mạng của Giáo hội Hoàng Vũ và Giáo hội Việt Nam. Nơi thánh nhân, chúng ta dễ dàng nhận ra Ngài trong vai trò trụ cột gia đình, đã cần lao làm việc để lo sao cho thánh gia được bình an và hạnh phúc. Chính nhờ những hy sinh của Thánh Giuse mà con Thiên Chúa làm người là Đức Giêsu được lớn lên về thể lý, vững mạnh về tinh thần và có thể trở nên một con người trọn vẹn. Hơn nữa, bạn biết giáo hội nói gì về lao động không? Lao động là bổn phận Thiên Chúa giao cho con người để tiếp tục bổn phận của con người. Thiên Chúa đặt con người vào trong vườn địa đàng để con người trông coi và làm việc. Các bạn biết không, sách Tin Mừng ghi nhận là sau một khoảng thời gian lánh nạn bên Ai Cập, Thánh Giuse đưa Đức Mẹ và hài nhi Giêsu trở về Nazareth. Nơi đây, hẳn là Thánh Giuse đã ưu tư lo lắng rất nhiều để làm thế nào có thể chu toàn bổn phận chăm lo và gìn giữ gia đình trong hoàn cảnh hết sức túng nghèo này. Quả vậy, phải miệt mài lao động, vất vả làm ăn và phải gặp biết bao điều khó khăn, Thánh Giuse mới có thể giúp gia đình ổn định kinh tế và vợ con được cơm no áo ấm. Mặc dầu việc chi tiêu của thánh gia rất đơn giản, nhưng là một trụ cột trong gia đình, chắc là Thánh Giuse đã phải trăn trở ngày đêm để cùng với Đức Mẹ chăm sóc chu đáo cho Giêsu. Với tình yêu và trách nhiệm của người cha, người chồng, thánh nhân chẳng ngại khó khăn, không nản lòng trước biết bao khó nhọc của nghề thợ mộc. Ngài đã miệt mài cần mẫn lao động vất vả để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Là người bảo vệ thánh gia, Ngài yêu thích công việc lao động. Với Ngài, lao động phải đặt tin tưởng và cậy trông vào Thiên Chúa, để từ đó mới có tình yêu, lòng phấn khởi cùng lao tác với Thiên Chúa. Nơi cuộc sống âm thầm ở vùng thôn quê hẻo lánh xứ Nazareth, chúng ta bắt gặp một người hăng say làm việc với lòng mến yêu và tin tưởng nơi sự quan phòng của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa đã ban ơn trợ lực cho Ngài, giúp Ngài làm tròn trách nhiệm một người chồng, người cha nuôi của Đức Giêsu. Nhờ đó, thánh gia mới có được một cuộc sống thật êm đềm hạnh phúc nơi xóm nghèo thôn quê. Là một công nhân, Thánh Giuse thấu hiểu được nỗi vất vả cơ cực của lao động. Dưới cái nắng cháy da hay dưới áp lực của công việc, ai cũng có nhu cầu được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Nơi gia thất năm xưa, Thánh Giuse cũng tìm thấy những niềm vui và hạnh phúc khi được chung chia cuộc sống với Đức Mẹ và với Chúa Giêsu. Như thế, một mặt Ngài nỗ lực lao tác để chăm sóc cho gia đình, mặt khác Ngài cũng nhận được nguồn hạnh phúc từ Thánh tử Giêsu. Nhờ đó, sức nặng của công việc cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Có Chúa Giêsu, thánh nhân được nghỉ ngơi bồi dưỡng, được có thêm sức sống để tiếp tục lao động hăng say. Chính Giêsu là nguồn sức lực để thánh nhân làm việc và lướt thắng mọi bôn ba của kiếp người. Hôm nay, Thánh Giuse cũng muốn chia sẻ mọi khó nhọc với gia đình chúng ta, với cha mẹ của chúng ta. Chắc các bạn cũng đồng ý rằng, ai trên đời này cũng muốn cuộc sống ấm êm, họ sẵn sàng lao động để xây dựng một cuộc sống bình an, sung túc. Trong khốn khó của công việc làm ăn, hay áp lực của học hành, chúng ta hãy đến cùng Giuse để Ngài chia vơi nỗi khốn cùng của chúng ta,
để ngày này xin Thiên Chúa cho ta lấy lại sức để bước tiếp trên đường đời. Nhờ vị thế uy quyền của Thánh Giuse trước nhan Thánh Chúa, lời khẩn nguyện của chúng ta sẽ được Thiên Chúa nhận lời và ban cho ta muôn vàn ơn phúc. Ước chi trong mọi công việc lao động làm ăn, mọi bài vở trường lớp, chúng ta luôn bắt chước Thánh Giuse, ân cần chu toàn trong tinh thần, trách nhiệm, tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng, để sau khi lao động hết mình, với lòng tin yêu lớn lao, chúng ta cũng được Thiên Chúa trao ban phần thưởng quý giá là hạnh phúc nước trời. Bởi lẽ bạn đừng quên, là một người thợ biết phó thác mọi công việc mình làm thì xứng đáng đón nhận niềm vui ấy. Một tôi tớ trung thành thực thi thánh ý Chúa thì mọi lao nhọc đều chỗ sinh hoa trái của bình an vui sướng. Dẫu cuộc sống chúng ta có nhiều long đong cơ cực, nhưng noi gương Thánh Giuse là vị thánh miệt mài lao động với tất cả tình yêu, chúng ta sẽ nhận được sức mạnh để lướt thắng mọi gánh nặng của cuộc đời. Lạy Thánh cả Giuse, xin giúp chúng con biết chạy đến với Ngài. Xin Thánh Giuse giúp người trẻ chúng con biết rằng bất cứ ai chạy đến với Ngài đều được Ngài ân cần dẫn dắt đến với Giê-xu để được yêu thương, nghỉ ngơi và bồi dưỡng. Cùng với Ngài, chúng con dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng con có khả năng lao động để vinh dự góp phần vào công trình sáng tạo. Nhờ đó, cuộc sống của chúng con là chuỗi ngày của niềm vui và hạnh phúc. Xin Ngài chuyển cầu cùng Chúa giúp chúng con. Amen. Radio đồng hành với người trẻ.